Lên nhanh lên. Ở đây có hai con khủng long nó ăn rau nè, lẹ lên. Quả nè, đó thấy hai con khủng long không? Con có xe gì vậy? Các bạn ơi, bạn Ken có nguyên một cái xe cẩu móc luôn nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ móc cái xe Vinh, bạn Ken sẽ móc cái con khủng long về. Rồi móc về bạn Ken ơi. Rồi lấy đồ móc ra, móc con khủng long con này về. Khủng long này quá trời màu luôn nè. Con mình nó lật lên rồi kìa. Rồi năng móc lên. Đây các bạn ơi, cái cây này phải năng cao lên luôn. Rồi được chưa anh Ken? Chưa được hả? Cao nữa hả? Ôi các bạn thấy cây này cao quá, cao gần bằng bánh kem luôn rồi. Rồi thả ra, thả cái móc ra bằng kem ơi, cái móc này nè, thả dây ra. Rồi bây giờ mình thả dây ra nghe. Đây các bạn mình xây ngược lên coi. Đúng rồi. Rồi thả dây ra. Đúng rồi, thả dây ra. Đó, đúng rồi. Chưa tới con khủng long chưa? Chưa hả? Quay qua. Rồi, thấp xuống, hạ càng thấp xuống. Không, hạ càng bên đây nè. Bên đây. Hạ cái đó thấp xuống. Đúng rồi. Rồi móc con khủng long vô. Rồi móc nó vô đi. Móc nó vô xong mình mới quấn lên được. Móc vô cái chân đó nha. Rồi móc vô cái chân. Rồi quấn lên luôn. Rồi móc vô cọng dây. Rồi móc vô cọng dây. Ừ đúng rồi. Rồi xây lên. Xây cọng dây lên. Xây xe lên. Đúng quá hả? Rồi xây lên. Rồi xây kia làm sao kìa, quay sau á. Ừ cái đó đó. Ừ. Rồi xây mạnh lên. Xây ngược lại. Đúng rồi, xây ngược lại. Ôi. Rồi lên, mạnh lên. Ê các bạn ơi, bằng Ken đang móc khủng long lên nha. Ờ cơ hứa hả? Rồi lại bỏ vô cái rổ đi. Ê, ơi tốt luôn rồi. Móc lại. Dịnh luôn ngang chứ để nó tuột xuống đó. Rồi lấy cái rổ lại nha. Thì các bạn ơi, con khủng long, con khủng long móc lên được rồi. Rồi bỏ vô cái rổ đi. Hạ càng xuống. Rồi gỡ dây ra. Rồi gỡ dây ra nha. Rồi được một con khủng long rồi. Rồi đi tiếp thôi. Rồi chạy qua đây. Con khủng long này nữa nè. Rồi giờ bạn Ken sẽ móc con khủng long này nha. Rồi kéo càng lên. Rồi cao lên. Cao lên cái chuối luôn. Cao bằng cái chuối luôn. Rồi thả dây ra. Hay quá. Rồi thả dây ra. Rồi cột khủng long vô.
Rồi các bạn bây giờ bạn Kem sẽ cột cục khủng long vô nha. Đúng rồi. Rồi móc lên. Chưa hả? Đúng rồi vậy đó. Rồi kéo lên. Kéo dây lên. Lên chưa? Lên chưa? Thẳng quá hả? Wow, đây. Kéo con khủng long lên rồi nha. Cao lên, cao lên. Cao lên, mạnh lên. Wow, con khủng long này nặng quá các bạn ơi. Rồi, lấy cái rổ qua. Cái rổ đâu rồi? Đem cái rổ qua, đem cái rổ qua. Rồi, lấy cái rổ lại nha. Rồi, thả xuống, thả xuống. Nhẹ nhẹ thôi nghe, cái chừng đau khủng long đó. Rồi, gỡ dây ra. Đây, đây các bạn ơi, bằng Ken bắt được hai con khủng long rồi nghe. Rồi, khủng long nó kêu đâu nữa, bằng Ken chạy qua thử nha. Rồi, mình đẩy xe mình chạy qua thử nha các bạn. Rồi, đi, đi thôi. Rồi, đi tiếp thôi. Đi tìm con khủng long coi còn đâu nữa không. Nhanh đi bằng Ken, coi chừng khủng long nó chạy về nhà hết á. Wow. Ý, tới chưa, tới chưa. Đây các bạn ơi, có một con khủng long bông. Ôi, khủng long bông quá trời luôn. Rồi thả xe xuống, quay xe đầu lại, quay đầu xe lại. Quay đầu xe lại. Quay đầu xe lại nha. Wow. Rồi quay đầu xe lại. Thả dây xuống. Đúng rồi. Tới chưa, tới chưa. Dây được chưa? Rồi hả? Rồi. Rồi bắt khủng long vô. Còn khủng long lỡ. Mang cái đầu luôn hả? Đây, các bạn ơi, bạn Ken đang quấn cái đầu khủng long nha. Rồi thâu dây lên. Ngược rồi, ngược rồi. Quấn lại, quấn lại vậy đó. Lên, 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 mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Wow, các bạn ơi, xe hàng cẩu này mạnh dữ thật ta. Xe hàng cẩu này câu được con khủng long khổng lồ luôn này nè. Giống câu cá vậy hả? Rồi, nhanh lên nha. Rồi, cao nữa lên. Cao nữa lên mới bỏ cái rổ vô được. Nặng quá hả, con khủng long này mập quá hả. Rồi bỏ vô cái rổ nhẹ nhẹ thôi nha. Ê, rồi nhẹ nhẹ thôi. Rồi bỏ vô. Ôi dính rồi, dính cái chân nó rồi. Khủng long này cũng bự quá. Rồi thả dây ra rồi, gỡ dây ra nha các bạn. Đây xong rồi. Rồi tiếp thôi bạn Ken ơi, quấn dây lên, mình đi kiếm con khủng long khác nha. Rồi chạy qua kiếm con khủng long khác thôi, nhanh lên. Ôi wow, ở đây con khủng long mà có cánh luôn nè bạn Ken ơi. Đây một con khủng long có cánh, nó đang định cắn chú lính kìa. Quay xe qua, quay xe qua. Rồi quay xe qua bắt nó vô luôn nha. Uống cái miệng là cho nó không cắn hả? Đây các bạn, bạn Ken đang quấn cái miệng con khủng long rồi nha, cho nó không có cắn. Rồi được chưa? Được chưa? Móc gì sao dính được, móc cái răng nó luôn. Nó hả hồng ra móc cái răng nó luôn. Rồi móc lên, móc lên, nhanh lên. Đang nhịn nè. Rồi quấn, quấn mạnh lên nha. Rồi đây móc con khủng long. Wow, cái mạnh quá, móc được con khủng long luôn rồi. Đây đây, lôi nó ra, lôi xe ra để bỏ vô rổ. Ui ui nặng quá hả? Con nặng xe là cao rồi.
cao thiệt chứ. Rồi thả xuống. Ê, từ từ thôi, bể con khủng long đó. Rồi hạ xuống nha, hạ từ thôi. À, rồi quăng lên. Ê, ồ nặng quá, nguyên một giọt khủng long luôn rồi. Còn đâu nữa không anh Ken? Còn con khủng long đâu nữa không? Có không? Rồi đi đẩy đẩy đi thôi, đẩy đi tìm tiếp thôi. Nhanh lên. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ đi tìm tiếp một con khủng long nữa nha. Đâu? Wow, một con khủng long màu xanh nó núp trong rừng rồi. Đụng con khủng long luôn rồi hả? Rồi gắn cái bụng nó lại. Nhìn chưa? Khủng long này nó ở cao quá. Quấn cái bụng nó lại, quấn cái cổ luôn hả? Rồi bạn Ken đang quấn cái cổ nó nha. Ờ dính chưa? Rồi chừng rớt nha. Chưa. Rớt cái móc ra rồi kìa. Rớt cái móc rồi. Rồi móc vô cái miệng á. Rồi. Xe chạy. Ê, trời rớt luôn rồi. Móc lên. Móc lên. Trời ơi con khủng long này rớt luôn rồi. Móc lên. Ê, nhanh lên. Rồi, lấy rổ lại. Ờ bằng kia móc cực quá các bạn ơi, con khủng long này nó nặng luôn. Con khủng long này nặng khổng lồ luôn nè. Rồi. Ê, bắt tay vô luôn, này nặng quá. Xe kéo không nổi luôn rồi. Rồi bắt về, chạy về thôi bằng Ken ơi. Đây chạy về. Để các bạn ơi, bằng Ken bắt được nguyên khủng long luôn. Giờ mình chạy về mình chơi nha. Rồi bằng Ken ơi, xong xe chưa, chạy về bằng Ken ơi. Nhanh lên. Đây mình bỏ mấy khủng long ra ngoài. À, con khủng long này có cánh sừng quá trời luôn. Đây một con khủng long Golia. Wow, khủng quá. Một con khủng long sừng, khủng long ăn thỏ. Đây một con khủng long tê rét, khủng long ăn thịt, khủng long này ghê lắm. Wow, ghê quá. Đây, bắt nhạc lên cho mấy khủng long này nó đua nha. Ủa đây con này nữa, con này có không? Wow. Ê trời, bằng Ken đụng khủng long luôn rồi. Dạ bằng Ken con đụng khủng long té luôn rồi kìa. Trời ơi, con khủng long này ở đây nãy giờ chưa bắt luôn nè các bạn ơi. Không sao hết, con khủng long này khủng long hiền nè. Khỏi cần bắt nó. Khủng long này có nhạc luôn á, bấm vô thử các bạn kia. Wow. Rồi. Ê, con khủng long nó cắn cái bánh xe rồi kìa. Ờ, nó cắn bánh xe rồi kìa. Ê, đừng đá nó, thao nó con. Nó nước không hả? Đây các bạn, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Bạn Ken đi bắt quá trời khủng long luôn nè. Rồi bạn Ken con chào các bạn đi. Hẹn các bạn video lần sau nha.